Đẹp chứ. Toàn đồ xịn sò. Có đồng nào là quần quần áo áo suốt ngày mua sắm, không mua sắm để mặc chả nhẽ lấy lá chuối bé chứ. Mua cũng một vừa hai phải đủ mặc thôi, đằng này ngày nào cũng có đơn hàng. Cô vào trong buồng ngó trong tủ xem bao nhiêu bộ quần áo rồi. Kệ người ta, bận gì mà lắm mồm. Anh Sò, em ra ngoài một chút, tí nữa em về. Ra khỏi cổng là quần nọ áo kia, đến mệt mỏi. Này Sò ơi, con phải nói cho vợ con hiểu, phải biết tiết kiệm, đừng có mà mua sắm nhiều quá gây lãng phí. Con nói mãi rồi mà có nghe đâu. Kệ. Chào ông, đi đâu về mà diện thế? Em đi chơi. Thế chị đi đâu về đây? Tôi đi mua mớ rau về ăn cho mát ruột. Gớm, đi mua rau mà cứ tưởng là đi ăn cỗ cơ. Mà chị mua ở đâu cái váy đẹp vậy? Tôi săn ở trên mạng đấy. Ngồi ra kia, tôi chỉ cho. Đi. Cô Hến có nhà không? Có đơn hàng đây này. Cô Hến ơi. Em nó lại vừa ra ngoài không có nhà. Hàng gì thế chú? Để cháu xem nào. Quang gánh với cả xích líp lọt khe, màu hồng, màu đỏ với cả màu be rất nhiều. Nó mua để ăn hay sao mà mua lắm thế? Sò ơi, ra mà nhận hàng cho vợ mày đây này. Chào bác, lại hàng họ gì đây? Ngày nào cũng thấy đặt. Chắc là cô ấy đam mê mua sắm. Chú nhận hàng giúp tôi để tôi còn đi giao chỗ khác. Tổng là 1 triệu tròn. Làm được đồng nào, mua sắm hết thế này thì lấy đâu ra của tích lũy. Đây bác cầm hộ em với. Tôi xin. Cô ấy mua rồi mặc cho chú ngắm cũng tốt chứ sao. À, chào chú, chào cụ. Cháu đi đây. Làm nghề shipper có sướng gì đâu. Lại mua cái gì mà mặc cho ngắm. Nó mua xích líp với cả quang gánh đấy. Bỏ ra cả triệu bạc để mua mấy cái đồ ở bên trong có phí phạm không? Đây này, tôi toàn mua ở cái shop này, toàn đồ đẹp thôi. Để tối em vào xem có cái gì hay em mua. Alo. Chị có đơn hàng 180k, em để ở cửa. Em nhắn tin số tài khoản sau chị chuyển khoản luôn cho em nhé. Được rồi, sau tôi chuyển. Cô Ốc chịu khó mua sắm làm đẹp ghê nhỉ. Gớm. Dạo này còn cấy cả lông chân cơ đấy. Mạnh mẽ ghê. Em cấy lông mày, thế nào nó lại mọc lan cả xuống chân. Thôi em về đây, lúc khác chị em mình nói chuyện. Tí nữa về phải nói cho một trận. Chồng con rồi làm đỏm cho ai xem mà ngày nào cũng mua sắm. Nói mãi mà không nghe thì phải hành động đi. Nói không ngấm vào thân vào xác được đâu. Cô vui mừng hớn hở quá nhỉ. Động cơ nào mà cô dám bỏ một củ ra để mua
quang gánh với cả xích líp. Tôi vừa nhận hàng trả tiền cho cô đấy. Trả cho tôi đây. Con chào mẹ. Em có đặt đâu mà có đặt cũng đặt nhiều thế làm gì. Em còn thừa đầy ra. Hôm qua còn cho mẹ một cái mới cứng. Đúng rồi. Hôm qua nó còn cho mẹ một cái mới cứng còn chưa mặc. Lọt khe. Ôi giời ơi. Toàn đồ cũ. Lại còn rách dưới thế này. Thế hóa ra là bị lừa à? Chắc là đặt hàng nhiều dò dỉ thông tin, bọn xấu nó lấy rồi gửi hàng lung tung ấy mà. Đằng nào cũng mất tiền rồi, bỏ thì tiếng, mày lấy mà mặc xò hơi. Này còn nhấp nháy. Thằng shipper nó bảo là ném đơn hàng vào nhà mình rồi mà không thấy đâu nhỉ? Alo, chị ơi, số tài khoản chị vừa chuyển khoản vào là để đăng ký làm hội viên bên vận chuyển. Chị sẽ bị trừ 3,5 triệu đồng một tháng. Bây giờ em sẽ gửi cho chị một đường link. Chị truy cập vào đó để hủy tư cách làm hội viên. Làm cái gì mà cắm mắt vào cái điện thoại thế? Em chuyển tiền cho người giao hàng. Họ vừa gọi điện tới bảo là em chuyển nhầm vào số tài khoản đăng ký làm hội viên sẽ bị trừ 3,5 triệu đồng một tháng. Nó gửi cho em một đường link, bảo là nhấn vào đấy để hủy tư cách làm hội viên. Làm gì có chuyện chuyển nhầm tiền lại bị trừ tiền. Việc trừ tiền chỉ khi mình đăng ký sử dụng một dịch vụ nào đó và liên kết với tài khoản ngân hàng. Đừng có nhấn vào cái đường link ấy, kẻo lại oan ra, nó sẽ lấy hết mọi thông tin ở trên điện thoại. Thế anh có thấy đơn hàng nào gửi cho em không? Anh ở nhà từ nãy tới giờ, làm gì có đơn hàng nào? Thế hóa ra là bị lừa. Giờ sao nhiều thủ đoạn thế chứ? Vậy nên mới phải là luôn cảnh giác. Thôi cởi ra làm lót nổi chứ đàn ông ai lại mặc cái này. Mà tất cả cũng là tại cô đấy. Đặt hàng cho lắm vào. Mất toi củ. Lần sau mà có nhận hộ hàng thì phải liên lạc với người đặt hàng để xác nhận mặt hàng đã đặt cũng như là số tiền cần phải thanh toán. Đúng thì hắn lấy. À, alo. Chị có đơn hàng, chị chuyển khoản cho em. Chuyển thằng bố mày.